Nhưng bây giờ thì quý vị đang nghe trực tiếp từ cái chất lượng thu âm của bộ micro Vatasa T500. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Wow, lại tiếp tục về rất nhiều mẫu micro không dây cao cấp quốc dân nha mọi người, đến từ nhà hãng Vatasa Audio danh tiếng, đó chính là dòng sản phẩm micro không dây cao cấp Vatasa T500. Hát hay, hát nhẹ, kiểu dáng thiết kế đẹp, sang trọng tinh tế, độ bền ổn định, bảo hành lên tới 2 năm, được nhập khẩu chính hãng, có đầy đủ giấy tờ, xuất xứ rõ ràng của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế TTP Việt Nam. Vậy thì bây giờ hãy cùng với Trường Thành Audio và đặc biệt là Quang Trường nha mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau bóc hộp, mở hộp và đánh giá sản phẩm. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau test chất lượng âm thanh. Tại sao trong thời gian qua mẫu micro không dây được ví là dòng mic quốc dân của chúng ta, dòng Vatasa T500 lại bán chạy đến như vậy, luôn luôn cháy hàng trong thời gian dài nha mọi người, được rất nhiều những tín đồ chơi sành sỏi âm thanh lâu năm ưa chuộng và tin dùng nha mọi người. Và đặc biệt là những quý vị nào chẳng hạn lần đầu chúng ta chỉ cần thử về cái chất lượng thôi, âm thanh của Vatasa T500 trong một cái tầm giá quý vị nha, trong một cái tầm giá phân khúc tầm khoảng 4,5 triệu quay đầu, thì có lẽ với Vatasa T500 sẽ là một cái sự lựa chọn xứng đáng với đồng tiền của quý vị và các bạn chúng ta đầu tư. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp sản phẩm. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bóc hộp sản phẩm nha mọi người. Ô thôi chết. Thiếu mất hàng. Em ơi, cho anh xin hai bộ mic cao cấp xịn sò đây. Rồi, cảm ơn Quang Dũng nha, rất đẹp trai. Bây giờ anh nhờ em một chút nhá. Rồi, em mở hộp giúp anh. Đó, cái sản phẩm này. Đó, thưa quý vị, cái dòng sản phẩm chính hãng của chúng ta ấy, thì nó sẽ có đầy đủ cái series email nha. Đó, có đầy đủ hết quý vị này. Tất cả những hàng nhập khẩu chính hãng của Vatasa Audio, và nó có cả mã QR code để xác nhận hàng giả hàng nhái. Đó, và dòng sản phẩm này thì đây, bây giờ quý vị sẽ để ý này. Wow, nó có một cái xốp quý vị ạ, rất xịn đúng không ạ, để làm sao bảo vệ cái sản phẩm bên trong. Rồi, và khi mở hộp ra thì quý vị sẽ nhìn thấy này, cái sản phẩm chúng ta thì sẽ được bao bọc bởi tất cả những cái ni lông rất là xịn sò của nhà hãng nha quý vị. Và đây chính là cái bộ đầu thu của bộ mic Vatasa T500 đây, thưa quý vị và các bạn. Và sản phẩm chính hãng nó sẽ có đầy đủ cái email quý vị nha, email của máy ở trên này quý vị này. Đó, và đằng sau thì quý vị sẽ nhìn thấy. Trước khi bàn luận về đằng sau thì Quang Trường sẽ cho quý vị và các bạn chúng ta xem mặt trước đã. Đây, mặt trước của dòng micro không dây quốc dân Vatasa T500 thì toàn bộ sản phẩm được sử dụng bởi tấm nhôm phay nguyên khối nha mọi người. Sáng bóng rất đẹp đúng không ạ? Anode một cái lớp sơn màu đen huyền bí. Và đây, toàn bộ phía trước thì nó sẽ sử dụng kết hợp thêm với một cái mặt màn hình bằng mica nha quý vị. Thì nó sẽ kết hợp giữa cái sự cứng cáp này, sang trọng của nhôm, kết hợp thêm với mica thì nó sẽ tạo nên những cái đường khối rất là sắc nét, một cái thiết kế, ngôn ngữ thiết kế rất là độc đáo của Vatasa Audio được áp dụng trên cái dòng sản phẩm này. Bên đây là nút nguồn nha quý vị, đó, nút nguồn này. Và đây là cái toàn bộ cái nút tính năng của mic A này. Và bên đây là toàn bộ cái tính năng để chúng ta set tần số hay là tăng giảm volume của mic B. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Và đây mặt sau quý vị, mặt sau thì chúng ta sẽ có hai cái anten để thu phát sóng của mic A và mic B. Và chúng ta có thể sử dụng cái cổng ba lăng quý vị nha, chuyên dụng của mic A, mic B quý vị này. Và chúng ta có thể sử dụng cái jack 6 ly. Đó, là nó sẽ output chung ra cho cả hai đường này nha mọi người. Có sơ đồ đấu nối này. Và đây là cái nút nguồn để chúng ta cắm vào đây. Và khi chúng ta mở tiếp tục thì quý vị sẽ thấy này, đây mới là cái điều hấp dẫn quý vị ạ. Đây, thưa quý vị, chúng ta sẽ có hai tay micro cao cấp. Đây, quý vị nhìn thấy này, Quang Trường sẽ để một cái mặt trước và một cái mặt sau. Đó, quý vị sẽ thấy cái tay mic Vatasa T500 thiết kế rất là sang trọng quý vị ạ, tinh tế và chắc chắn nha. Với cái tầm giá này thì chúng ta sẽ rất là bất ngờ, bởi vì những cái gì mà nhà hãng Vatasa Audio thể hiện muốn gửi đến người tiêu dùng trên từng cái đường nét thiết kế, từng cái tinh xảo quý vị nha, trên cái thiết kế cơ khí của cái tay micro này. Đó, quý vị sẽ nhìn thấy này, đây, toàn bộ thì quý vị sẽ để ý nha, toàn bộ là cái tấm nhôm, nhôm nguyên khối quý vị ạ. Toàn bộ vỏ tay mic Vatasa T500 nó là tấm nhôm nguyên khối nha quý vị. Và đây là cái nút cao su quý vị để bật tắt nguồn, rất là chắc chắn quý vị nha. Với cái dòng mic cao cấp này thì quý vị để ý này, từng cái chi tiết nhỏ này nó rất là chỉn chu và sắc nét. Và toàn bộ nó được phủ một cái lớp sơn màu đen từ trên xuống dưới. Và đây quý vị này, cái chụp lưới này thì nó được sử dụng bởi một cái tấm thép rất là chắc chắn quý vị nha.
và sơn một cái lớp sơn tĩnh điện màu đen. Và đây, khi Quang Trường mở cái tai mic này ra, quý vị để ý này, khi Quang Trường mở cái tai mic này ra thì quý vị sẽ để ý nha, từng cái chi tiết nhỏ bên trong quý vị thấy không, Vatasa Audio làm rất tinh xảo, sắc nét. Đó, và vỏ là vỏ nhôm quý vị này, rất chắc chắn quý vị ạ. Và cái chuôi bên dưới này nó được làm bằng thép quý vị nha, bằng thép rất là chắc đó. Và với những cái sản phẩm chính hãng thì nó cũng có đầy đủ cái email theo từng tem mic nha quý vị, và cái tem chống hàng giả quý vị này, cái tem chống hàng giả của công ty nhập khẩu nhà hãng TTP đó. Và quý vị mua về chỉ việc quét mã QR code này, hay là chúng ta cào cái mã tem cào này để xác nhận hàng chính hãng nha mọi người. Đó, đây, và mặt sau thì chúng ta sẽ thấy cái logo và cái tên model Vatasa T500 đó. Và tiếp theo nữa, khi chúng ta mở hộp ra thì quý vị và các bạn sẽ nhận được toàn bộ một cái bộ chống lăn quý vị này, đây, bằng cao su rất là chắc chắn nha mọi người. Đây, khi quý vị mở cái vỏ hộp ra thì chúng ta sẽ có hai cái chống lăn quý vị này, dành cho hai tay mic nha. Đó, hai cái chống lăn dành cho hai tay mic, và sẽ có thêm hai cái chụp để bảo vệ cái phần chuôi của micro cũng bằng cao su, rất mềm, rất chắc chắn quý vị nhé. Đây, và tiếp theo nữa chúng ta sẽ thấy có một cái bộ adapter nguồn quý vị này. Đây, của dòng Vatasa T500. Quý vị sẽ thấy sẽ có một cái adapter nguồn rất là xịn sò quý vị này. Với những cái sản phẩm của Vatasa Audio thì quý vị để ý nha, từ cái phần nhựa này, hãng làm rất là chỉn chu, chắc chắn luôn. Đó, adapter. Và trên đây nó sẽ có cái thông số quý vị này, thông số này. Và cái dòng này nó là AutoVol nên quý vị, nó sử dụng cái nguồn điện áp là từ 100 này đến 240V và giải tần số là 50, dao động là 50 và 60 Hz, 0.5A quý vị nha. Mắc đó, output là 12V này và xấp xỉ là 1.2A. Đó, sản phẩm thì được sản xuất tại Made in China. Đó. Và với cái dòng sản phẩm này, khi quý vị và các bạn chúng ta mua hàng tại Trường Thành Audio thì đợt này Trường Thành Audio sẽ tặng kèm nha, tặng kèm cho quý vị và các bạn này hai đôi pin sạc nha quý vị. Với mỗi một đôi pin này thì quý vị sẽ sử dụng cho một tay micro này nha mọi người. Và cái thời lượng mà chúng ta hát sẽ được khoảng từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ tùy cách chúng ta sử dụng nha quý vị. Và chúng ta sẽ không phải lo rằng là 10 phút hay là 20 phút chúng ta lại phải thay pin nữa, giống như những cái dòng pin tặng đi kèm quý vị này. Đó. Ví dụ như là khi nhà sản xuất người ta tặng kèm chúng ta cái đôi pin như thế này thì bình thường quý vị và các bạn chỉ sử dụng được từ khoảng 15 đến 20 phút thôi là nó đã hết rồi. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng cái pin sạc này, quý vị sẽ yên tâm nha, dùng khoảng 4 đến 6 tiếng đồng hồ thoải mái luôn. Và cái thời gian sạc thì nó lên tới khoảng vài nghìn lần nha quý vị, khoảng vài nghìn lần. Và đây, đây chính là cái bộ sạc quý vị này. Đó, đây bộ sạc của KTV nha mọi người. Đây chính là cái bộ sạc quý vị này. Đó, cái đốc sạc rất là xịn nha. Đó, về quý vị chỉ việc cho 4 quả pin vào đây thôi là chúng ta sạc khoảng cỡ 5 đến 6 giờ đồng hồ nó sẽ đầy nha mọi người. Và bây giờ thì sẽ đến chuyên mục chúng ta test chất lượng micro Vatasa T500. Thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau trải nghiệm với Quang Trường. Và đây, bây giờ thì hãy cùng với Quang Trường nha, chúng ta sẽ test cái chất lượng của bộ micro Vatasa T500. Như nãy thì quý vị vẫn để ý rằng là Quang Trường sử dụng cái chất lượng của bộ mic cài áo. Nhưng bây giờ thì quý vị đang nghe trực tiếp từ cái chất lượng thu âm của bộ micro Vatasa T500 nha mọi người. Và trong toàn bộ cái thiết bị linh kiện của tai mic quý vị này và khả năng kiểm soát thu âm của cái củ micro nha mọi người, thì nó sẽ quyết định lên cái tín hiệu mà khi quý vị đang nghe này, nó có trong hay không, sạch hay không, giống như những phòng thu studio cao cấp hay không, thì quý vị sẽ cảm nhận được nha, từng cái hơi thở của Quang Trường đang nói với quý vị. Đó, và đây, cái chất lượng thu phát sóng của bộ mic này, khi nó truyền tải cái sóng không dây UHF qua cái đầu thu phát sóng T500 này nha mọi người. Và cái tín hiệu nó sẽ giải mã từ bộ đầu thu và nó sẽ chuyển xuống chiếc vang số, quý vị để ý này. Trong cái test này thì Trường Thành Audio không cần phải sử dụng đến những cái sản phẩm quá đắt tiền của hãng nha mọi người. Trường Thành chỉ sử dụng một chiếc vang số KX300 của Vatasa, và với một cái mức giá bán thì tầm khoảng niêm yết khoảng dưới 8 triệu quý vị ạ. Đó, nhưng mà chất lượng thì quý vị sẽ thấy, đúng không ạ? Cái âm thanh quý vị đang nghe từ chiếc micro này, chúng ta sẽ thấy nó rất là sạch này, rõ nét, âm thanh trầm rất tròn, rõ.
Và bây giờ chúng ta sẽ hát thử một ca khúc cho mọi người, quý vị cùng lắng nghe. Chúng ta sẽ cảm nhận được cái giá trị cốt lõi của sản phẩm. Đúng. Đó, và bây giờ thì Quang Trường sẽ test cho quý vị và các bạn một ca khúc Tình Xưa Ghi Cũ Hai cho mọi người. Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tướng chẳng hề quên. Gặp thì người thơ làm như chẳng biết bao giờ, tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi tung thiêu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quanh hiu trống vắng khi nghèo, lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu biếng thương sao giờ xa vời, trong bóng đêm chập chung ngồi một mình thôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thân, nhiều đêm thức giấc mơ ngàn nhớ người tình nhân. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đêm về trong lòng huyền sâu. À, quý vị nghe cái tiếng nó rất là sạch đúng không ạ? Và dĩ nhiên rồi, một cái bộ mic hay thì cái chất lượng linh kiện và cái chất lượng thu của mic nó rất là quan trọng với toàn bộ cái hệ thống thiết bị âm thanh. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu mọi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quanh hiu trống vắng khi nghèo, lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Cuộc đời tránh sao không vừa tay với, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời, trong bóng đêm chập chững môi một mình thôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thân, nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã thay màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền sâu. Tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền sâu. Vâng, vừa rồi thì Trần Thành Audio và đặc biệt là Quang Trường đã giới thiệu cho toàn thể quý vị và các bạn về toàn bộ dòng sản phẩm quốc dân của chúng ta, bộ micro không dây cao cấp Vatasa T500. Và chúng ta đã cùng test thử chất lượng âm thanh, và ngay bây giờ thì quý vị cũng đang được nghe trực tiếp cái tín hiệu từ bộ micro Vatasa T500 được thu vào hệ thống máy quay nha mọi người. Vậy thì quý vị cảm thấy clip hữu ích thì nhớ cho Trần Thành Audio xin một like và share kênh, chia sẻ kênh quý vị nha. Và những quý vị nào mà chúng ta đang có nhu cầu để mua sắm cho gia đình mình một bộ micro trong cái phân khúc tầm khoảng dưới 5 triệu thì có lẽ bộ micro không dây cao cấp Vatasa T500 sẽ là một cái sự lựa chọn hoàn hảo cho quý vị và các bạn nha, để phục vụ cái nhu cầu giải trí hát karaoke gia đình này, hay để phát biểu hội họp, hay là chúng ta có thể sử dụng để kinh doanh trong những cái hệ thống âm thanh karaoke chuyên nghiệp nha mọi người. Quý vị nhớ nhấn nút subscribe để cập nhật rất nhiều những clip mới nhất đến từ Trần Thành Audio và những kiến thức chia sẻ âm thanh hay là test nhạc vân vân để lắp đặt thực tế. Và xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn thân yêu trong một clip gần nhất. Trần Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.